Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn dài gần 370m là một trong ba nhánh cầu hình chữ N bắc qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Khi tổng thể ba nhánh cầu đưa vào sử dụng sẽ kỳ vọng giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng từ ngã tư Phú Nhuận, quận Gò Vấp sẽ di chuyển một chiều lên cầu vượt khi qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tránh xung đột với các dòng phương tiện dưới chân cầu. Theo quy định, các loại xe có tổng tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ không được đi qua cầu này. Các nhánh cầu khác vẫn tổ chức giao thông như hiện trạng. Dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm là một trong 6 dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng. Trước đó, nhánh cầu vượt hướng đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám đã được thông xe và đưa vào khai thác. Nhánh cuối cùng là hướng Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn theo dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên đã chậm tiến độ hoàn thành.